Ngày cưới là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi người. Ai mà chẳng muốn sinh ra thật lộng lẫy, thật đẹp hôm đó. Tuy nhiên, có những sự cố đến mức bỗng nhiên khiến người ta trở tay chẳng kịp và đúng là tìm cách gỡ không phù hợp thì lại càng rối ren. Mới đây, một chú rể đã đăng lên mạng xã hội câu chuyện của chính mình. Trước ngày cưới của mà anh chàng bị tai họa. Bởi vậy, chú rể này có những dòng thống thiết cậy nhờ dân mạng. Chẳng may em bị tai họa giao thông máu ra nhiều nên phải nhét bông để làm lễ. Em tưởng đã không thể làm lễ nhưng ráng cũng hoàn thành được cái lễ. Em muốn có tấm ảnh đẹp để rửa treo trên nhà nhưng bị dậy. Vậy mong bác nào cố gắng sửa dùm cái mặt em tươi lên tí và xóa dùm cục bông được không? Em là chú rể á. Đôi ở mấy bác có tâm nhiều. Đúng là tình cảnh yêu mến cảm làm sao. Đọc hoàn thành người ta cũng thấy khổ thân hộ. Đám cưới, đón nàng về dinh mà mặt mũi chú rể nhăn nhó, cao có đến nặng nề nề. Mũi còn nguyên cục bông thấm máu, có lẽ lúc đó anh quên lấy ra rồi cố tư tán một tí để lên hình. Cô dâu thì tươi như thế, xinh như thế vậy mà chú rể thì trông cứ như bị ép cưới luôn vậy. Ảnh cưới chắc chắn đã chụp nhưng rõ rệt ngày rước dâu cũng nên có tấm hình để treo trong nhà, ghi lại ngày kỷ niệm quan trọng chứ. Bởi vậy, chú rể đã nghĩ cách để có được bức ảnh coi được. Thế nhưng chú rể này lại quá dại dột khi nhờ cậy dân mạng rồi. Nhiều người đã mặc sức sáng tạo lên bức ảnh chụp kỷ niệm đó. Xem hoàn thành người ta tuy giận nhưng vẫn phải bật cười cợt vì quá hài hước. Bên cạnh đó, cũng có những người có tâm thật sự, chỉnh lại khiến tấm hình còn đẹp hơn bản gốc khiến dân mạng phải suýt xoa mãi không thôi. Đưa cô dâu chú rể đến Paris chụp ảnh cưới luôn nhưng cái mặt không đổi mới tí nào. Làm ảnh thật có tâm, chỉnh luôn cả màu sắc khác đây này. Nhét thêm cho người ta cục bông nữa vào mũi, tình cảnh trắng chưa? Ngày cưới của mỗi người, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đều biến thành kỷ niệm được. Biết đâu đấy, vì sự cố hơi xui xẻo và bức hình chụp chú rể cao có làm cho đám cưới này khiến người ta phải nhớ mãi. Chắc chắn những người sử dụng mạng xã hội sẽ nhớ đến câu chuyện của một chú rể với cái mũi còn nguyên cục bông vì tai họa trước ngày đám cưới và những bức hình chỉnh sửa quá hài ngay sau đó.